Rồi, ta bắt đầu học này. Tiếp tục qua bờ 31. 31 bờ 31 là tìm giá trị của M để hàm số đó có 3 điểm cực trị. Có 3 điểm cực trị. À, bờ 31 nha, bữa trước đây chưa làm 31 phải không? Rồi, nay ta sẽ làm bờ 31 trước. Tìm điều kiện nó có 3 điểm cực trị. Thầy sẽ làm chậm chậm để cho các em ấy. Rồi. Điều kiện để có 3 điểm cực trị thì đối với cái hàm mặt 4 mà điều kiện để có 3 điểm cực trị, điều kiện này. Điều kiện có 3 điểm cực trị thì điều kiện của nó là AB trái giao. AB và trái giao. À, chỉ cần điều kiện đó thôi. Có 3 điểm cực trị đối với hàm mặt 4. Điều kiện có 3 điểm cực trị là AB trái giáo, cái này nhớ thuộc vô nha. Em phải thuộc vô chứ không là nay học thì được thì sau này nó bắt đầu nó quên đi ha. Rồi, A trong đây nó là M. A là M. A này. À, ha. Rồi, còn B. B của nó tức là M bình trừ 4M cộng 3. Điều kiện có 3 điểm cực trị là âm, đúng chưa? Điều kiện có 3 điểm cực trị nha, điều kiện 3 điểm cực trị ghi vô này, ghi vô điều kiện 3 điểm cực trị đó. Rồi ta dễ cái bắt phương trình ra xét giáo thôi. Thì em có thể dễ phương trình học ba hoặc là tìm nghiệm này. Cái này có nghiệm là không này. Phương trình này em bấm ra đi, nó hình như nó có nghiệm là 1 phút 3. À, đạt lên các số từ nghiệm từ nhỏ đến lớn 0 1 3 nhân vô thì nó sẽ ra hàm mặt 3. Nên hàm mặt 3 thì bên phở này này cùng giáo hệ số A tức là dương. Hệ số A là M nhân M bình là M mũ 3 dương. Thì qua đảo giáo thành âm. Rồi dương. Rồi đây là âm. Ha. Rồi như vậy cần ta đang cần âm này. Cần âm thì bỏ dương đi. Bỏ dương đi. Như vậy ta được khúc này tức là M nhỏ hơn 0. Còn khúc này tức là 1 nhỏ hơn M nhỏ hơn 3. Đây là quẹt. Rồi. Như vậy đáp án của nó sẽ là nhỏ hơn 0 và trả từ 1 tới 3 tức là đáp án C. Ok chưa? À, chỗ nào mà nhanh quá quả thì em các em nói nha. Tiếp tục qua câu 30 32. Câu 32. Và em xem tài liệu nha. Rồi, ở đây thầy dễ câu nào thầy sẽ đưa câu đó lên đây. Câu 32. Rồi. Câu 32 là tìm giá trị. Đẩy cái này ra để lát zoom cho rộng. Này zoom cho rộng xíu để chụp hình cho nó rõ. Rồi. Qua bên này. Tức là 33 tìm giá trị M để đồ thị có 3 điểm cực trị và 3 đỉnh của nó. Chú ý nè, 3 đỉnh tạo thành tam giác vuông căn. À, tam giác vuông căn hồi nãy thì nói rồi cái điều kiện của nó là B3 cạnh cho 8A phải là bằng 0. Em không thuộc điều kiện này thì làm tự luận bài toán này cực kỳ là phức tạp ha. Nên là thuộc luôn đi. Trong cái hàm mặt 4 em cần nhớ hơn vấn đề ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là điều kiện có 3 cực trị. Điều kiện cực trị. Ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất hàm mặt 4 nè. Hàm mặt 4 thì nhớ ba vấn đề chính yếu. Nhất là nó về cực trị. Vấn đề thứ nhất là nó về cực trị. Thì cực trị là nó có 3 cực trị. 3 cực trị. Thì điều kiện của nó là A nhân B âm. Còn thứ hai là cũng cực trị nhưng mà chỉ có một cực trị thôi. Một cực trị thì A nhân B là lớn hơn hoặc bằng không. Và bằng không. Được chưa? Vấn đề thứ hai của hàm mặt 4 cần phải nhớ đó là ba cực trị tạo nên là tam giác vuông căn. Vuông căn thì điều kiện thì mới ghi đó. Tức là B3 cạnh 8A là bằng không. Còn tam giác đều là B3 cạnh 24A bằng không. Nhớ chưa? Đối với hàm mặt 4
cần phải nhớ những cái vấn đề sau đây, 1, 2, 3 các vấn đề này ha. Rồi bây giờ quay về bài toán, điều kiện b mũ 3, b đây này, b nó là trừ 2 m bình luôn, à, mũ 3 lên nhá, mũ 3 trừ mũ 3 vẫn còn 2 mũ 3 là 8, còn m bình phương mà mũ 3 lên thành m mũ 6 cạn cho 8. A bằng 1 này, A bằng 1 và bằng 0. Như vậy từ đây ta chuyển qua, ta được là 8m6 là bằng 8, vậy m6 sẽ bằng 1, vậy là m sẽ bằng là mũ chẵn, mũ chẵn nên nó bằng cộng trừ 1. Ok chưa? À, vậy đáp án của nó là câu D nha. Rồi ghi sai vô nha, ghi sai vô xíu thì đẩy câu này chút là anh ghi vô. Rồi tiếp tục qua câu 33, trong thời gian đó các em ghi bờ vô, nếu mà nhanh quá thì nó thì dừng để cho em ghi bờ nha. Rồi câu 33, rồi câu 33 tìm giá trị m để có 3 điểm cực trị là 3 đỉnh một tam giác của vuông căn trên kia, à cũng vuông căn luôn ha, à, 33 này cũng vuông căn, thầy tưởng là thầy nhầm đề. Rồi điều kiện rất giống vậy em, tương tự làm thử coi, tương tự làm thử đi ha. Điều kiện nó vẫn là tam giác 3 cực trị thành tam giác vuông căn, điều kiện vẫn là B3 cộng cho 8A bằng 0. Tự mình làm đi, lấy nhóc ra làm thử ha. Tự làm cho nó nhớ, phải một phần làm của mình mới nhớ được. Tự làm đi ha, đây thì để thời gian cho các em tự làm nha. Lấy đến nhóc ra tập làm cho nó quen. Ván nhiều dữ ta, phương này lũ là Vina, Ngân Hòa, Cẩm Hòa, Linh, Thủy Tiên, còn thiếu Thành Hiền, lũ rồi Thành Trung cũng lũ rồi, Thiền Trung. Cảm chưa? À, có kết quả thì lên tiếng nha. Câu B thầy. À. Câu B. Các bạn khác có ý kiến gì không? Để xem cái đáp án của bạn bạn Hà đúng không nha. Câu đó là câu mấy ta? Câu 30. 33. Câu B ok nè. Rồi. Được chưa? Rồi. Làm nè.
bạn bạn Hà làm sao mà này, B3, B là cái này nè, cái này là mũ 3 này, mũ 3 chỗ đó nha, dấu trừ mũ 3 còn nè, số H mũ 3 là bằng tóm nè, con này mũ 3 tức là tóm M cạn 1 mũ 3 cạn cho tóm A là 1 nè, khỏi ghi, bằng 0, chuyển qua ta được là tóm M cạn 1 mũ 3 bằng tóm, tức thầy chuyển cái cục này qua ha, đổi giáo thôi, chia hai vế cho tóm ta được là M cạn 1 mũ 3 bằng 1. Như vậy là đây là mũ lẻ cho nên nó có một giá trị thôi, tức là M cạn 1 sẽ bằng là 1, căn 1,3 của 1 á, và M sẽ bằng là 0. Rồi câu câu B hả? Câu B ok. Rồi tiếp tục qua câu tiếp theo. Rồi các bạn khác thì để đó là các bạn xem nha. Thì đẩy lên bây giờ. Câu 33 xong, câu 34. Câu 34. Rồi. Rồi. Câu 34. Hiền vô rồi ha, Hiền bữa sau dậy sớm xíu Hiền nha. Ngủ quá đó. Dạ. Còn bạn Trung nữa, bạn Trung hôm trước cũng ngủ không co được, sáng nay là phải co offline nữa rồi. Bữa sau dậy gọn Trung dậy luôn á. Câu 34 tìm giá trị M. Có 3 điểm cực trị là 3 đỉnh của tam giác đều, 3 đỉnh của tam giác đều. Tam giác đều còn nhớ công thức không? B3 ghi cho nhớ nha, B3 cộng cho 24A bằng 0. Đây là có cái dạng toán khó nha, dạng toán khó. Đó. Nhưng ta có công thức, thì ta sẽ giải quyết bài toán nhẹ nhàng hơn. Đó. B là trừ M. A nó là bằng 1. A nó bằng 1, được chưa? Rồi drop vô thôi. Như vậy thì nó sẽ ra được là B3 nè, dấu trừ mũ 3 còn H mũ 3 là thành tóm M mũ 3 thành trừ tóm M mũ 3 cạn cho 24A bằng 1 rồi bằng 0. Như vậy thì chuyển cái này qua bên kia sẽ được là tóm M mũ 3 bằng 24 và M mũ 3 bằng mà 83 24 bằng 3, mũ lẻ nên một giá trị thôi là M bằng căn bậc 3 của 3, một giá trị duy nhất. Câu C. Rồi đi sao vô đi. Đây là những bài năng câu, nhưng mà ở trong cái trường hợp này ta giải quyết nó rất là nhẹ nhàng. Câu 35. Câu 35. Rồi. Câu 35. Để xuống đây lại bạn câu offline nhìn khác. Rồi. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của hàm số là đây là hàm bậc 3. Cái hệ số A này dương nè, thì khoảng cách với hệ điểm cực trị thì em tìm tọa độ hệ điểm cực trị đó ra bằng cách là tính độ hàm bằng 3x bình trừ 3 bằng 0. Em sẽ có hệ nghiệm x1 bằng x2 bằng casio chạy. Rồi mốt một mấy em thường hay dùng mà nếu mà dùng má tráng thì sử dụng má tráng đi. Đây, má tráng. 1 với trừ 1. 1 với trừ 1. Như vậy được giá trị là 1 và trừ 1. 1 thế vô để tìm giá trị của em. 1 thế vô trên cái hàm số ban đầu á. Muốn thế tìm giá trị thế dựng cái ban đầu.
Nếu mà nó dễ thì em tính nhẩm, còn không thì em nhập cái hàm vô máy tính và cam ha. Và cam đây là x mũ 3 alpha x mũ 3 trừ 3 alpha x, em cam cho 1 là bằng trừ ha. Vậy chỗ đây nó y nó bằng là trừ ha. Còn y dưới này sẽ bằng em cam cho trừ 1, cam cho trừ 1 bằng ha. Ha. À đang Linh, Linh đi có mạng lắm hề. Linh. Linh ván rồi. À Linh có đây. Linh vậy nó có ha. Rồi, chỗ nào không hiểu là Linh bên tiên nè. Chỗ nào không hiểu Hà nữa. Hà TD á. Chỗ nào không hiểu thì phải hỏi nha. Rồi như vậy là tao ra được tọa độ cực trị. Thì ở đây là mình chữ N, đây là hàm mặt 3 này, cái hệ số A dương thì nó có chữ N này. N. Thì cực đệ trước và cực tiểu sau. Cực đệ chỗ này nó là trừ 1, cực tiểu nó là 1. Như vậy là cực đệ nhỏ hơn cực tiểu. Cái đây thì người ta không cần quan tâm nhưng mà dẫn thêm để cho em nắm thôi ha. Và như vậy điểm này là điểm cực tiểu này, thì nó có tọa độ là 1 chấm phải trừ. Còn đây là điểm cực đệ này, trừ 1. Rồi. Yêu cầu tính khoảng cách cho điểm cực trị này. Điểm này cho điểm A, điểm này cho điểm B. Thì khoảng cách AB sẽ bằng căn bậc ha của hoành trừ hoành bình phương, tung trừ tung bình phương, kế nào trừ cũng được do chữ bình phương. 1, 1 trừ cho trừ 1, thành cạn 1 là ha bình phương. Cạn cho tung, trừ ha rồi trừ tiếp cho ha nữa, thành trừ 4 bình phương. Nếu như không thì cho vô máy tính nó bấm ha. Bằng. Rồi, vậy bấm căn của 1 trừ 1 mở ngoặc ra 1 trừ 1 trừ cho trừ 1 đáng ngoặc bình phương. Cạn cho mở ngoặc trừ ha trừ cho ha đáng ngoặc bình phương bằng. Nghĩa là ha căn 5. Ha căn 5. Rồi như vậy khoảng cách nó là câu A. Được chưa? Tình huống là cái hàm này nó ra nghiệm lẻ. Giả sử như y phải nó ra một cái nghiệm lẻ nào đó, ví dụ như là x mũ 3 trừ x trừ cho 5 trừ cho 7 đi, cho nó lẻ đi, bằng 0. Như vậy thì hơi điểm cực trị này em bấm nghiệm ra thì bị lẻ. Thầy sẽ bấm qua máy tính, em xem máy tính nha. Rồi, bấm qua máy tính nó sẽ lẻ nè. Mod 9 ha ha, nó là cái này là if đậu hòm mà đậu hòm thành mũ ha thôi chứ đậu hòm thành mũ ha. À như vậy nó là 1 nè bằng trừ 1 bằng trừ 3 bằng nghiệm lẻ mà mình ghi ra đây là rất là khó chịu. Mình sẽ cho máy tính nó nhớ hết cho mình luôn. À nghiệm thứ nhất em lưu viên a store a rồi bằng nghiệm thứ hai store b rồi lưu viên b sam đúng chưa. Rồi như vậy thì giờ thế cái x mỗi khê vô trong cái hàm số ban đầu, hàm số ban đầu của thằng này nè, hàm số ban đầu của này nên là x mũ 3 chia 3 trừ cho x bình chia 2 trừ cho 7x cạn 1/3. Đây là cái hàm số ban đầu của nó đây. Đó, bây giờ thế cái nghiệm này vô đây là nó lại phức tạp nữa. Nên nhờ mà tính luôn. Bấm mod 1 nhập vô nè. Nhìn thì làm nha. Alpha x mũ 3 chia cho 3 rồi trừ cho phân số alpha x bình chia cho ha trừ cho 7 alpha x và cộng 1/3. Rồi bây giờ em tính lại gì, hồi nãy nó có một nghiệm là em lưu vào A, một nghiệm em lưu vào B. Em muốn tính của y tại đây thì em phải căn tờ A. Hôm nay em phải căn tờ B ha. Rồi giờ thầy căn tờ A này. Căn tờ A alpha A bằng nó ra nghiệm này. Rồi cũng quá lớn, mình cho máy tính nhớ luôn. Store C. Được chưa? Rồi
đẩy lên, ta canh tiếp, canh cho tại điểm B, alpha B bằng nó ra kết quả cũng lãi nữa, lưu vào biến D, được chưa? Rồi, như vậy thì cái khoảng cách A và B, khoảng cách giữa hai điểm cực trị lúc này ta cho máy tính nó tính toàn bộ, không cần dùng máy luôn. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị này sẽ bằng căn bậc ha của mở ngoặc ra alpha A vào trừ alpha B đáng ngoặc bình phương cạn cho mở ngoặc ra alpha C trừ alpha D đáng ngoặc bình phương bằng. Đây là chính là cái khoảng cách hai điểm cực trị, và ta so sánh nó với cái đáp án gần đúng nhất nếu người ta đề mình cho, đó tức là hoàn toàn thực hiện bằng máy tính. Và như vậy nếu như cho một cái hòm có đạo hòm ra nghiệm lẻ thì cách tính khoảng cách với hệ điểm cực trị là lấy nghiệm thứ nhất lưu vào biến A, lấy nghiệm thứ hai lưu vào biến B, sang đó là nhập hòm rồi can CANLC, can ở đâu? Can tờ A lưu vào biến C, can tờ B lưu vào biến D. Như vậy là khoảng cách giữa hai điểm cực trị, tức là khoảng cách giữa điểm cực trị đó, phương bị ao à? Khoảng cách giữa hai điểm cực trị tức là khoảng cách hai điểm cực trị, khoảng cách hai cực trị là bằng căn bậc hai của A trừ B bình phương cạn cho C trừ D bình phương. Đó, đây là cách thực hiện. Còn nãy cái bài vừa rồi trong cái ví dụ này thì nó dễ là do nó gọn. Anh sẽ ghi sơ vô chỗ này một chút để sau này còn thực hiện nha. Đây là mở rộng của cái bài ra đó. Rồi, thì để thời gian cho các em ghi nha. Này đẩy lên đây một chút. Wow. Đây. Khoảng cách đến cực. Đó là khoảng cách giữa hai đơn vị khi mà nghiệm lẻ. Khoảng cách khi nghiệm y phải lẻ. Lẻ hay chẵn gì cũng vậy, em có thể thực hiện mà máy tính luôn, chẵn cũng được, tính máy tính luôn. Thì mình có một số em mà tính toán hơi chậm, tính bằng đó luôn cho nhanh. Ok chưa? Rồi tiếp tục qua, ta sẽ qua cái bài số mấy nhỉ? Bài 36. Bài cuối cùng ha. 36 để qua bài học mới. Còn tròn về. Rồi, bài 36. Diện tích tam giác có các đỉnh là các điểm cực trị của hàm số. Tính diện tích. Diện tích của tam giác có các đỉnh, diện tích của tam giác đỉnh là các điểm cực trị, thì em phải tìm tọa độ các điểm cực trị này ra, tìm tọa độ các điểm cực trị ra bằng cách đạo hòm và tìm nghiệm y phải bằng x mũ 3 trừ 4 x bằng 0, máy tính chạy ra được ba nghiệm giùm thầy x 1 và x3. Rồi, có x1 hay 3 rồi, em thế lệ trong đây để tìm y nha. Rồi. Tính nghiệm đi. Mod 9 3. Bấm máy, nhập máy. Nên các em nên tập lòm thì để các em bấm máy cho nó quen đó. Chứ nhiều lúc có những phương trình như này mà bấm nó sơ nó phí lắm ha. Rồi. Đây là hệ nhập hệ số là mũ 3 nó là 1 nè. Mũ hê nó không có là 0 nè. Mũ 1 nó là trừ 4 nè. Hệ số tự do nó không có là 0 nè. Rồi. Có nghiệm là hê trừ hê 0. Rồi. Nghiệm là hê trừ hê 0.
em suy ra giá trị y. Y muốn thì suy ra giá trị y này, em nhập cái hàm này vô trong máy tính và cam nó ha. Ở đây là số 0 là dễ tính nhất. Số 0 thằng này nó bằng 0, thằng này nó bằng 0 thì chỗ này bằng 3. À. Còn hê với trừ hê em tính một giá trị thôi. Còn canh má thì dễ rồi. À. Hê là bao nhiêu vậy ta? Hê bình phương là 4 4 4 16, 16 chia 4 là trừ 1. Trừ 1 à. Trừ 1 thì chắc chắn là trừ hê nó cũng trừ 1 đúng không em? Trừ 1. Như vậy là ta có được cái điểm này được là A tọa độ là hê trừ 1. Điểm này có tọa độ là B là trừ hê trừ 1. Điểm này tọa độ cho nó là C, tọa độ là 0 với lại là 3. Vì tính diện tích tam giác tạo với ABC này. Muốn tính diện tích tam giác này, em tính vector AB, em tính vector AC. Tính vector gì cũng được, AB AC hoặc là BA BC hoặc CAC B gì cũng được, kết quả này như nhau ha. Biết ai vào đây? G Nam là của ai đang biết nữa. Ngủ cho đã luôn. Nhưng trong cái này rồi, tính vector AB nha. AB là lấy B trừ A, lấy B trừ A trừ ha, trừ cho ha nữa thành là trừ 4 ha. Nợ ha nó là 4. Trừ 1 trừ cho 1 bằng 0. Rồi AC lấy C trừ A, 0 trừ ha là bằng trừ ha. 3 trừ cho trừ 1 thành cả 1 là 4. Yeah. Vậy thì khi đó diện tích tam giác ABC, cái này phải nhớ luôn đi của lớp 10, nhưng mà phải nhớ cho về lên 10 hơi lâu lâu nó cũng dùng hoài thôi. Diện tích nhất bằng 1 phần hơi trị tuyệt đối của cái đường chéo này nè, đường chéo này, tức là đường chéo này nhân nhau sang là trừ cho đường chéo, đường chéo này ha. Đường chéo chính nhân nhau trừ đường chéo phụ ha. Đây là trừ 4 nhân cho 4 là 10 trừ 16. Trừ 16. Rồi, trừ cho. Trừ cho đường chéo phụ. Đường chéo phụ là hê số nào nhân với 0 cũng là 0. Không cần ghi, đúng không? Vậy trong đây nó là trừ 16 tuyệt đối thành 16, 16 chia hê là tập. Đáp án nó là à. Ok chưa? Khi nào muốn rút xuất hiện đi vô tròn đi. Rồi. Đáp án nha. Câu 36. Rồi. Ở cái phần vận dụng câu thì sau này ta học cho nó chín rồi. Hãy thấy phần này rồi chuyển qua làm ở tăng cái phần ở cái phần các đề thi. Tích các đề thi rồi sẽ quay về giải quyết một số bài toán nâng cao. Dạng toán này là dạng toán 90 điểm thì nó hơi khó một chút, thì có một số bạn thì phải để cho kiến thức nó 90 cho ra. Nên hôm nay ta sẽ đi qua một cái bài mới, đó là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số. Rồi. Nghĩa là Trung vô kịp lúc đó ha, học bài mới nha Trung nha. Còn cái kia thì em có thể xem offline nha. Mấy bài toán đó thì em có xem là cái video thầy đưa lên cái kênh YouTube của thầy, là kênh YouTube là Trần Văn Dũng, em xem lên đó là em tìm và đăng ký kênh để sau này có thầy gì thầy đó. Thầy quay lên cho em một xí. Rồi à, các em vào đó cố em nhớ là đăng ký kênh để xem mấy cái video mới của thầy, có thể lại like, share, like và subscribe để ủng hộ ha. À, nhưng mà quan trọng là vào đó anh sẽ xem là một số cái bài giảng off, chỗ nào không hiểu thì coi lại, thầy đang ghi lại. Và hôm nay cái Zoom của mình thầy chuyển qua một cái Zoom của Bộ Dục, cho nên là nó không có bị cắt nửa chừng, nó không có bị cắt nửa chừng 40 phút nữa. Rồi hôm nay ta sẽ qua bài mở.
đó là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số. Cái này thầy nói rằng trong đề thi quốc gia nó chiếm một số lượng rất lớn nha, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số. Nó chiếm giá trị rất lớn, từ cơ bản cho đến nâng cao là cái dạng này rất nhiều, cho nên cố gắng nắm cho vững, nắm cho vững cái này. Vừa rồi thầy có làm một clip về là cái bảy của Bộ Giáo dục trong đề thi quốc gia 2030 cũng về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất ở đây, và nó bảy cho những người sử dụng Casio. Thì trong quá trình mà thầy dạy Casio thì thường thường hay để tạo cái bảy trước nè. Thường thường bảy xảy ra như thế nào á? Cũng má nó báo sâu kìa. Tức là nó xem cái bảy như thế nào thì em phải lường trước ha. Thứ nhất là cái giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng f x trên đoạn a b. Lưu ý là cái giá trị hôm trước có một cái này, tức là giá tan, tan giảm, tan tan, thì đây chính là cực đệ, đây là cực tiểu. Cực đệ cực tiểu không phải là giá trị lớn nhất nhỏ nhất, không phải giá trị lớn nhất nhất. Ví dụ ở đây nó có một cái hàm số thế cả cái này, người ta yêu cầu chỉ tính ra cái đoạn a đến b mà thôi, đoạn AB, đoạn AB à, thì khúc ngoài này bỏ, khúc này ngoài này bỏ, khúc ngoài này bỏ. Giả sử chỗ này nó là trừ 1, chỗ này nó là trừ 2, chỗ này nó là trừ 4, còn phía trên này xíu thì nó là trừ 3 à, thì nhìn vô trong đây chỉ lấy trang cái đoạn từ trừ A là nhánh đồ thị này đi xuống, đi xuống lên tới đây à, thì nhìn vô đây thấy là cao nhất là trừ 1 và thấp nhất trong đoạn này nó là trừ 4. Vậy là giá trị đây là lớn nhất, giá trị này là nhỏ nhất. À, nha nha. Tức là trên một đoạn là người ta chỉ bỏ cái đoạn đó đi ha. Thì vải lại thêm chỗ này xíu để cho em dễ thấy ha. À, ví dụ như cái đoạn thế này. À, người ta chỉ lấy trong cái đoạn là A chỗ này đi. Chỗ này cho nó là A này. Đoạn này cho nó là B đi. B đây. À, B. Rồi. Như vậy là người ta chỉ lấy trên đoạn AB thôi. Là chỉ người ta chỉ tính tới cái đoạn, chỉ tính khúc này thôi. Chỉ tính cái đồ thị nằm trong đoạn AB là đồ thị này. Đó. À, còn khúc ngoài là người không tính. Như vậy thì trang đoạn này thì giá trị lớn nhất nó sẽ là đây. Ví dụ như là nam. À, còn cái khúc dưới này giả dụ đây là trừ 4. Vậy giá trị lớn nhất là nam, giá trị lớn nhất là trừ 4. Còn mấy khúc này người ta không tính, người ta chỉ tính trang đoạn AB. Trang đoạn AB là đồ thị là nhánh này. À, được chưa? Rồi, như vậy thì đối với một hàm số y bằng fx, y bằng fx mà liên tục trên cái đoạn AB, trên đoạn AB thì chắc chắn trên đoạn AB này sẽ có giá trị lớn nhất là nhất. Nhớ cái này vô đi vì sau này nó không có bãi, tức là kêu là hàm số nào sau đây có giá trị lớn nhất nhất. Em chỉ thấy là gì, hàm số mà nó liên tục trên đoạn này thì có giá trị lớn nhất nhất. Ví dụ như hàm số y bằng x trừ 1, x cạn 1 trên x trừ 2 à, giá trên đoạn là trên đoạn trừ 1 và 3 thì hàm số có giá trị lớn nhất nhất hay không. Thì ở đây em thấy gì, cái tập xác định thằng này là x phải khác, khác 2, x trừ 2 bằng 0, x bằng 2 tức x là khác ha, khác không á thì chuyển qua thì được x khác ha, mà số ha này nằm ở trong này, thế mà cái điểm gián đoạn mình nằm trong đoạn này là nó không có giá trị lớn nhất nhất. Vì sao? Vì trừ 3 tới 3 hàm số này không có liên tục, bao giờ nó liên tục trên đó kìa nó mới có ha. Cũng có hàm này luôn, nhưng mình hỏi là trên cái đoạn là năm với bảy, hỏi là có giá trị lớn nhất nhỏ nhất hay không, thì đây là có, vì từ đoạn năm bảy là hàm số này liên tục, nó không bị gián đoạn. Đoạn trừ 1, 3 là bị số 2 lọt vô để gián đoạn nên không có giá trị lớn nhất. Nhưng mà trong đoạn 5, 7 là nó liên tục thì nó có giá trị lớn nhất nhất. À, có giá trị lớn nhất nhất. Giá trị lớn nhất nhất là bao nhiêu thì không biết, nhưng mà chắc chắn là có. À, rồi. Như vậy là cách làm nó như vậy.
Rồi ta sẽ đi về cái lý thuyết của phần này, lý thuyết phần này xíu. Rồi giá trị lớn nhất nhất trên đoạn AB thì phương pháp làm nó như thế nào? Phương pháp tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất, phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn AB thì có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất đó là phương pháp tự luận. Phương pháp thứ hai là Casio. Sau này đa phần là giá trị lớn nhất nhỏ nhất là làm Casio hết, vì Casio nó làm rất nhanh, rất nhanh và nó chính xác. Còn cái tự luận đôi lúc là mình sơ sài. Phương pháp tự luận thì cách làm như sau. Đầu tiên bước thứ nhất là anh tính đạo hàm, tính đạo hàm. Sau đó cho nó bằng không và suy ra nghiệm. Giả sử như nó có nghiệm là x1, x2, x3, chấm chấm chấm. Và một cái bước này quan trọng vô cùng đó là loại nghiệm. Loại nghiệm. Như thế nào là loại nghiệm? X1, x2 này, x3 này phải thuộc trong cái đoạn AB mới nhận. AB mới là nhận. X mà thuộc trong cái đoạn AB này thì mới là nghiệm nhận. Nếu em không loại nghiệm thì bài toán sẽ sơ ngay, sẽ sơ ngay. Bước này, bước loại nghiệm là bước rất quan trọng. Nhớ những năm học làm tự luận, các bạn tự luận làm quen loại nghiệm là sơ liền. Bước thứ hai là em tính giá trị từ hai đầu cận AB, AB và tính giá trị của nghiệm nhận, nghiệm nhận. Thì lúc đó nên nhìn các giá trị này, giá trị lớn nó sẽ là giá trị lớn nhất. Còn giá trị nhỏ nó sẽ là giá trị nhỏ nhất. Và người ta quy ước về mặt toán học, kết luận giá trị lớn nhất nhỏ nhất là phải ghi như sau: max của fx trên cái đoạn AB là bằng f của giá trị nào đó ha, ví dụ như là x1 chẳng hạn, là min của giá trị fx trên cái đoạn AB là bằng f của x ha. Như vậy tóm lại, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất trên đoạn thì nó gồm có hai bước. Phương pháp tự luận là gồm có hai bước. Bước thứ nhất là tính đạo hàm, tìm nghiệm, loại nghiệm. Bước thứ hai tính giá trị từ hai đầu cận và các nghiệm nhận. Thấy chưa? Sau đó kết luận, sau đó là kết luận. Ok chưa? Ta sẽ lấy một cái ví dụ để các em làm. Ghi chưa? Thầy trượt lên nha. Trượt lên, nếu như ghi chưa kịp thì nói thì trượt xuống nha. Thầy sẽ làm một cái ví, lấy một cái ví dụ này qua. Lấy câu số 4 này làm ví dụ luôn. Rồi, cố gắng các em làm vừa tự luận vừa trắc nghiệm, ta kết hợp nhuần nhuyễn vô để vào phòng thi ta sẽ làm được nhiều thứ. Đôi lúc máy tính nó chạy rất nhanh và đôi lúc máy tính nó cũng chỉ là giúp làm cho chậm lại. Nên là tùy theo năng lực của mỗi người. Rồi. Với bên này là tìm giá trị, tìm tức là biết này hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên cái đoạn này 0,4 tại x0, như là tính x0, tức là nó là đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x0 chứ không biểu tìm giá trị nhỏ nhất nha. Đạt giá trị nhỏ nhất tại chứ không biểu tìm giá trị nhỏ nhất. Thì muốn như vậy thì ta cứ tính đi chứ đã ha, tính đạo hàm đã. Rồi tính y phải bằng, hôm nay đạo hàm ra thành là 3x bình phương trừ 6x trừ 9 bằng 0. Em sẽ có được hệ nghiệm x1 bằng và x bằng. Em tính dùm thầy đi, nghiệm mấy máy. Nhớ nha, máy tính phải chạy liền nha. YouTube, YouTube.
3 với trừ 1. 3 với lại là trừ 1. À, bước này quan trọng nè. 3, người ta chỉ tính trong cái đoạn là 0 với 4 thôi. À, thì cái nghiệm 3 này là nhận, còn nghiệm này nó là loại. Cái loại này quan trọng lắm. À, tiếp theo ta tính F của 0, F của 4 là F của hai đạo cận này, và F của nghiệm nhận là 3. Rồi, để tính giá trị này, em nhập cái hòm này vô trong máy tính và can cái 4 giá trị. Xì ra giá trị. À, nhập đi. À, x mũ 3 alpha x mũ 3 con khởi động lại đi, tắt máy khởi động là cái gì chưa, khởi động hết là sao, rồi khi máy nó khởi động bấm delete để hoặc là F2 để vô trong CMOS chọn bút. Rồi tính giá trị giùm em thật nghe. Trên nó có chạy chứ đây nè. Máu là gì đó. Má mình thì nó có cái nút kia và thành trường delete và F2. Coi thì nó báo cái gì. Cách luôn. Cả không dám dùng cho nên bút. Cái gì? F2 delete hả? Bao nhiêu em? Mấy đứa? F0 là mấy? Ủa chưa vậy? Có nhập chưa vậy? Hay tóm mà này, hay tóm với máy này. Cầm hòa mẫu mẫu thầy à, cầm hòa không nói được hả? À, không là mấy em? Không là hệ toán, không là hệ toán. Bốn là toán. Ba là một. Ba là một thầy. Cầm hòa chót hả? Cầm hòa chót thì cầm hòa nó không được hả? Rồi, như vậy là giá trị nhỏ nhất của nó chính là ở đây. Giá trị nhỏ nhất là một, nhưng mà đạt là tệ là ba. Thấy chưa? Vậy là x0 nó bằng 3. À, nó yêu cầu là tính cái biểu thức x0 cạn 2018. Như vậy là 3 cạn cho 2018 sẽ bằng là 2021. Đáp án là C. Ok chưa? Đó. Giá trị nó nhắc nó về ha. Rồi. Còn nếu như mà thực hiện máy tính thì sao? À, giá trị lớn nhắc đi máy tính này. Ok chưa này? Rồi. Giá trị lớn nhất nhỏ nhất trên máy tính. Giá trị số 2. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất bằng Casio. À, rất là dễ. Mình đã từng làm rồi, cái này mình đã từng làm rồi. Đầu tiên là ta nhập thứ ha. À, nhập hầm vào máy là Casio là dùng mod một bãi đối với máy là năm máy hề 400 hả, bật mà kia là máy ta
580. 530. À là 570 thì là 17, còn 580 là 18 ha. À, đây là 570, còn kia là 18 sẽ là 580. Cái này thì mấy em biết rồi ha. À, nói chung là dùng câu học bản á. À, và nhập hòm. Nhập hòm. Rồi nhập cái đoạn cho chạy, tức là chạy từ cái đoạn A đến B. À, đây là star này. À, cái đây nó là em này. À, rồi còn step. Step thì tùy, nếu như cái đoạn khúc này mà lớn quá thì cho bằng 1, còn nếu mà nhỏ quá thì ta chọn 0.1. Thì thường là người ta lấy B trừ cho A rồi đem chia cho 29 á, chia cho 30 cũng được. Ta lấy B này trừ A chia cho 30, lấy cái số chẵn chẵn á. À, lấy số chẵn chẵn chứ đừng có thấy bao nhiêu để bao nhiêu. Có thể là chọn 0.1 này, 0.2 này, hoặc là 0.5 này. Nếu lớn quá là 1 bước bự nữa thì làm ha. Tức là lấy khoảng cách này chia ra lấy con số đó. Ví dụ như nó không phát máy thì tùy thuộc. Ta lấy cái số nào chẵn chẵn chứ đừng lấy số lạ ha. À, ví dụ như cái bài vừa rồi. Ví dụ như bài vừa rồi cũng là bài vừa rồi luôn. Ta sẽ thực hiện nó bằng máy tính. Rồi đây. Bài đó luôn đi. Rồi. Bên này thì em dùng mốt 7 nhập cái hòm này vô. Nhập cái hòm này vô và cho chạy từ 0 tới 4. 0 tới 4 thì xích step 0.1 không được rồi, thì 0 tới 4 là bằng 4, 4 mà chia cho nó tới 40 số là không được, nên mình chọn 0.2. Chọn 0.2 ha. Rồi, nhập vô đi, em dùng nhập thử nha. Mốt 8 an qua x mũ 3 trừ 3 alpha x bình trừ 9 alpha x cạn 28. À, kiểm tra kỹ mình làm đúng chưa, bấm cái đầu tôi chắc ăn bấm đó, chứ nhiều lúc bấm sang rồi nó lộn là không được. Bắt đầu từ số 0 đến là số 4, xếp ở đây thì chọn 0.3. Rồi, như vậy ta đi tìm cái giá trị nhỏ nhất của nó. Vậy và toán yêu cầu là giá trị nhỏ nhất này. Giá trị nhỏ nhất của nó 10 3 4 1 phích máy 1 đây. À, giá trị nhỏ nhất nó đây. Thì giá trị nhỏ nhất đạt tại điểm là 3. Thấy chưa? À, giá trị nhất là 1 đạt tại điểm x bằng 3 bằng 1 nha, đạt tại bằng 3. Như vậy thì x 0 của nó bằng 3. À. Rồi, bằng 3. Bằng 3. Bằng 3. Rồi nó suy ra được là nó cạn thêm 0.18 nữa ra đáp án của mình rồi nè. Đấy, đó cách làm của nó. Thì những cái thằng này thì ta sẽ làm được hoàn toàn bằng máy tính. Hoàn toàn máy tính. Rồi, tiếp theo của phần tiếp theo đó là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất là không phải đoạn. Dương Cẩm Hòa, thầy nói là em cho em chỗ tìm step đi thầy. Rồi, step thì cách tìm step á, cách tìm step là lấy số sau này trừ số trước. Cái này là 4 trừ cho 0 đem chia cho 30. À, đem chia cho 30 thì cái này khi làm á thì rất là ngạc cái chỗ là mình có một cái máy tính à, trong khi ta đã nhập cái hòm cái vô rồi thì lấy đâu ra được cái số chia này nè. À, cho nên cái này là phải có một cái máy tính, một cái điện thoại gì để tính thêm chỗ này. Thì thường thường cái đó một là em nhẩm, em ước lượng thôi ha. Ví dụ như đây thầy sẽ coi đây nè, là 4 trừ 0 là 4, 4 chia cho 30 là bằng 0.1 ha. 0.1 máy á thì không thể lấy step là 0.133 được, mà ta sẽ lấy step là 0.1 máy ta lấy chẵn thì cũng lấy 0.2. Thấy chưa? À, nó là 0.1, 0, máy tính ra 0.13 trong ngoặc, có nghĩa là nó ra 0.13333 cái này nè. Mình để lấy cái này ta lấy chẵn là 0.2. Thấy chưa? Không nha. Lấy cái số sau trừ số trước chia cho 30. Rồi lấy cái số nguyên lớn lớn một chút.
chưa? Ví dụ như cho chạy từ đoạn trừ h cho đến là h mư, à, như vậy step là bao nhiêu? Thì ta lấy là h mư trừ cho trừ h bằng và chia cho 30. À, thử nha, h mư trừ cho trừ h bằng chia cho 30 bằng, rồi nó ra được là 0.7 máy. 0.7 máy thì mình lấy số nguyên gần nhất của nó, phải step nó là 1. Step là 1. Chứ không thể lấy này, 0.5 nó chạm được, 0.5 nhỏ không được, phải lấy lớn. Tức là lấy số nguyên mà lớn hơn cho nó. Lấy số chẵn lớn hơn nó một chút, chứ không phải lấy số chẵn nhỏ. Ok chưa? Hả nha. Rồi. Rồi, tiếp tục ta tìm cái giá trị. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Không phải đoạn, không có đoạn, không có đoạn. Không có đoạn ở đây có hơn nghĩa. Nghĩa thứ nhất là đoạn mình cho ẩn ở trong đó, đoạn cho ẩn đó. Ví dụ ở đây thầy sẽ lấy một cái ví dụ trong bài tập luôn. À, ví dụ như bên này, à, tìm giá trị lớn nhất của cái hàm số. Đây, ví dụ này, tức là tìm giá trị lớn nhất của hàm số này. Nó đặt vô đặt cái đề đâu thấy đoạn đâu đó, đúng không? Nhưng mà đoạn nó có ở đây này, do cái căn này này, căn của x trừ 1 có nghĩa khi cái x trừ 1 này là lớn hơn hoặc bằng 0. Từ đó suy ra x lớn hơn hoặc bằng 1. Được chưa? Rồi cái đoạn này thì nó là căn của 3 trừ x. Thì 3 trừ x phải lớn hơn bằng 0. Và suy ra chuyển cái x qua là 3 lớn hơn x hay là x nhỏ hơn hoặc bằng 3. Như vậy đoạn của nó là chạy từ 1 tới 3. Được chưa? 1 thứ 3 là 3 trừ 1 bằng 2 đó. Thì step nó lấy là lấy 0.1 được. Lấy 1 được. Ha. Thử là em sẽ thấy ngay này. Cho nên là nhiều lúc em phải tìm step trước đi. Chứ không là để mình nhập máy tính sang rồi là chia rất là cực. Ha. Ví dụ như là 3 trừ 1 bằng chia cho 30. Chia cho 30 bằng 0.06. Thì lấy cái phần chẵn của nó là 0.1 ha. Rồi như vậy là mình nhập cái hàm này vô cho máy tính chạy từ 1 tới 3 và step là 0.1. Anh sẽ tìm được cái giá trị lớn nhất của nó. Thực hiện luôn đi. Mốt 8 căn x trừ 1 căn của alpha x trừ 1 cộng cho căn 3 trừ alpha x đẩy này qua luôn trừ cho 2 căn của trừ alpha x bình phương cộng cho 4 alpha x trừ 3 bắt đầu từ số 1 cho đến số 3 step 0.1 bằng. Rồi yêu cầu giá trị lớn nhất 1.4 là lớn nhất nè. Tóm giỡn á, cái này không biết máy thôi nè. Rồi vậy là cuối cùng của mình là vẫn là giá trị lớn nhất là 1.414 ha. Ở trên kia cũng là 1.414 ha. Như vậy là giá trị lớn nhất của nó là bằng 1.414 ha, đạt tại điểm bằng 1. Đạt tại điểm bằng 1 ha. Hoặc là nó cũng 1.414 ha nhưng đạt tại điểm bằng 3. Nó tóm lại giá trị lớn nhất của nó là bằng 1.414 ha. Thì 1.414 ha thì em phải dự đoán trên cái đáp án này, trên cái đáp án này thì cái nào ha. Thì đây là 0 này. Nhớ là căn ha bằng 1.41. Căn ha bằng 1.414 ha.
thì đáp án nó sẽ là câu C. Ok chưa? Riêng đối với này, giả sử như mà bây giờ đã sử dụng máy tính là mình chơi máy tính luôn, à máy tính luôn, thì thế này nè, tức là giả sử cái hòm này mình không biết, bây giờ không biết cái đoạn nằm ở đâu hết, thì mình cứ cho chạy từ -10 to 10 đi. Giả sử như mình không biết, à, bây giờ không biết cái đoạn nằm đâu và mình phải mất công đi dở tìm cái đoạn này nữa, thì em cứ thể mà thấy giá trị lớn nhất là cứ cho chạy từ 10 tới 10 step 1 thử nó ra gì nha. Quy bên này, nếu bên này giả sử thầy không biết, cái đoạn này luôn, thì cho chạy từ -10 to 10 bạn chạy được -10 to 10 thì cho dĩ nhiên là phải step 1 rồi đó bạn. À, như vậy thì vô trong máy tính nó sẽ bắt đầu nó báo lỗi này, lỗi báo lỗi miết luôn, à báo lỗi thì bắt đầu từ số 1 nó không báo lỗi, mình nhớ con số 1 này, tiếp tục là tới cái số 3 nó không báo lỗi. Như vậy là trong cái phạm vi này em thấy lớn nhất là 1.4 phải không, và là lớn nhất 1.4, dưới đây 1.4, như vậy từ 1 nó chỉ thể hiện từ 1 tới 3 thôi. Vậy là hiện tại trong máy tính hiện tại thì cái chỗ này nó giờ là cái giá trị lớn nhất, nhưng mà chưa chắc. À, thì giải pháp trong trường hợp này là thu gọn khoảng cách lại, không? À, dưới đây là lỗi, ở trên kia là lỗi, em thu gọn khoảng cách lại, em cho chạy từ 1 tới 3, đó, 1 tới 3 ha, và bấm AC bấm bàn, thu gọn cách chạy từ 1 tới 3, step của mình là 0.1 bàn. À, nó giống ra cái bản hồi nãy, được chưa? Như vậy là mình để giải quyết cái việc là gì, ta lang tang trong cái đoạn và ta quay mắt không biết là tìm đoạn như thế nào, hoặc là làm cái đoạn nó mất thời gian quá, cứ cho chạy và sau đó thu hẹp khoảng cách, cái đó gọi là thu hẹp khoảng cách. Đó là bấm máy tính nâng cao trong cái tìm giá trị lớn nhất nhé. Vừa rồi Bộ Giáo dục cũng bãi ở chỗ đó, bãi cái việc làm này, tức là họ bãi cái việc là giá trị lớn nhất nhất trong một đoạn ha. Thì cái bà của Bộ Giáo dục, Bộ Giáo dục không cũng là cùng đi lấy cái nó nằm ở đâu á, tức là Bộ Giáo dục có một câu và 400 cái phần trong Facebook của thầy đó, là thầy có ghi một cái bảy nhẹ của giá trị lớn nhất của đề thi 2020 á, là nó có nói tới nghĩa đó, khi bấm má ra thấy số tròn vo rất là đẹp, nhưng mà không phải ha. Thầy sẽ lấy cái đề lên cho em xem một xíu đi. Dạ, mất thời gian quá em. À, 8:30. À, mất thời gian quá, để học tiếp ở đó rồi thầy sẽ nói ở đó sau ha. Rồi. Thì như vậy là gì? Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, không có đoạn. À, không có đoạn thì có hơi trường hợp. Tức là không có đoạn. Trường hợp thứ nhất là đoạn ẩn. Đoạn nó ẩn, à thì ta vẫn có thể làm được như thế này, ta tìm đoạn xăm đậu hòm rồi loại nghiệm ha. Trường hợp này nó cũng làm giống y chang như vậy, cũng đậu hòm tìm nghiệm loại nghiệm tính ép hơi đầu cặn ha, hoặc là ta làm bằng máy tính, được chưa? Đoạn ẩn. Trường hợp thứ hai là không có đoạn, tức là không có đoạn ẩn luôn. Không đoạn có nghĩa là nó sẽ xảy ra tình trạng như thế này này, a trang b dấu tròn, đây không phải đoạn nha, đây không có đoạn này, hoặc là A tròn nhưng mà B vuông, tức là đầu này lái, đầu này không lái, đầu này không lái, đầu này lái, gọi là không phải đoạn. Hoặc là A B hơi đầu không lái luôn, hoặc là A với lại là dương vô cùng thì A lái, đúng không? Rồi hoặc là âm vô cùng cho tới là B, à, B lái, hoặc là từ A cho tới dương vô cùng cả hơi đầu không lái luôn, hoặc là trừ vô cùng cho tới B còn lại, tức là tất cả những này nó, tức là em để ý là hơi cái đầu này không có đầu, còn hơi dưới vuông ấy, tức là cái này là đoạn, cái này là đoạn, còn những thằng này thì gộp chung lại là không phải đoạn, cái đây là đoạn. Cái đây em đừng có nhớ, em đừng có nhớ, đừng thuộc làng hết mấy cái phần đây làm gì ha? Em chỉ nhớ là không phải đoạn, nó là không phải đoạn. Đoạn là phải có hơi cái dấu vuông, còn nếu mà không phải hơi dấu vuông là không phải đoạn. Thì phương pháp làm nó như thế nào? Phương pháp làm của nó cũng có hai trường hợp, đó là tự luận và Casio. Yeah. Tự luận thì em vẫn tính đầu hòm bình thường. Bước thứ nhất phải tính đầu hòm bằng không.
rồi suy ra nghiệm và cũng loại nghiệm, nhưng mà sau đó em phải lập bản biến thiên. Lập bản biến thiên, bước thứ nhất là tính độ hòm, suy ra nghiệm, loại nghiệm. Bước thứ hai là lập bản biến thiên, bản biến thiên, được chưa? Rồi chú ý cặp cái bản biến thiên này, bản biến thiên này, đây nó là x, đây là y phải, đây là y. Giả sử chạy từ A đến B và cái này nó là A và B. Trang này có nghiệm bằng 1, nghiệm bằng 2, 0, 0. Giả sử cho này dương, âm, dương. Giả sử cho dễ thấy, đây là hàm số tan, hàm số giảm, hàm số tan. Giả sử chỗ này nó lên được, tính được là nam, này số này nên được là 3, dưới này nó là trừ 2, còn thằng này nó xuống là trừ 7. Như vậy nhìn trong đây em thấy căn đoạn AB giá trị lớn nhất của nó là 5, đạt tại điểm bằng 1. Vậy đây là chính là giá trị lớn nhất. Còn giá trị nhỏ nhất trừ 2 trừ 7 thì giá trị nhỏ nhất ở đây. Giá trị nhỏ nhất ở đây đạt tại điểm A, nhưng mà A không có, A là lái, A lái này, A là dấu vuông lái, cho nên đây là có giá trị nhỏ nhất là trừ 7. Nhưng cũng giống như vậy, thầy sẽ làm lại một ví dụ tương tự. Ví dụ đây là bóng thiên luôn, đây là bóng thiên, đây là x, đây là y phải, đây là y, đây là A, đây là B, rồi 1, 2, 0, 0, dương, dương, âm và dương. Thì dương đi lên, âm đi xuống, dương đi lên. Giả sử chỗ này nó là 4, này nó là 7, xuống dưới này nó là trừ 2, nhưng này nó là trừ 5. Em xem thử giá trị trừ 5 nó xuống dưới nha. Như vậy là giá trị lớn nhất lên nè, 47 thì giá trị lớn nhất ở đây. Giá trị lớn nhất ở đây đạt tại điểm là B, nhưng mà B không lái trên đoạn AB. B không lái, giá trị lớn nhất là 7 đạt tại điểm B. B không lái nên là nó không có giá trị lớn nhất, được chưa? Giờ về giá trị nhỏ nhất, giá trị nhỏ nhất là trừ 5 đạt tại điểm H lái nên là có cái giá trị nhỏ nhất, được chưa? Đó, cách phải cẩn thận cái chỗ là lái và không lái, chỗ nào lái và chỗ nào không lái nha. Ví dụ như bây giờ cái chỗ này cho nó bằng trừ 8 đi, trừ 8 đi, trừ 8 thì giá trị nhỏ nhất nó lại là trừ 8. Trừ 8 đặt tại đâu? Đặt tại A. A lái trên này cũng có cái giá trị nhỏ nhất. Đấy, nha. Như vậy là nếu như không phải đoạn thì các em lưu ý là xem thử cái điểm đó nó đặt tại cái điểm có lái hay không. Nếu mà điểm có lái thì giá trị nhỏ nhất nó xác nhận. Còn điểm nó không lái thì không có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Được chưa? Rồi, chú ý chỗ đó nha. Đó là gọi là không phải đoạn. Rồi. Ví dụ thì lấy cái ví dụ này để cho em thấy luôn. Ví dụ này. Câu 21. Ví dụ câu 21 đây. Xác định này. Khẳng định nào đúng? Tức là đây là trong tài liệu của em đó nha. Rồi bây giờ là hỏi này, giờ chưa nói tới cái đáp án này, bây giờ thì nó là giá trị lớn nhất là bao nhiêu? Giá trị lớn nhất của nó là ha, đạt tại điểm trừ ha, ok. Rồi giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? Giá trị nhỏ nhất nó là trừ 1. Trừ 1 đặt tại đâu? Tại âm vô cùng. Âm vô cùng thì không thể lái được rồi. Âm vô cùng thì không thể lái. Đó. Vậy là không có giá trị nhỏ nhất. Đây là có giá trị lớn nhất. Thấy chưa? Trên cái đoạn trừ âm vô cùng với dương vô cùng thì đây là lớn nhất. Còn hơi đạo này không có. Vì chú đặt trừ 1 tại âm vô cùng có biết bao nhiêu đâu. Hoặc là đây là dấu tròn mà đâu có lái được. Ha. Nên là không có giá trị nhỏ nhất. Vậy đáp án sẽ là
giá trị lớn nhất của hàm số, giá trị lớn nhất hàm số bằng bằng ha thôi. Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng trừ một, cái này không đúng vì đạt trừ một tại điểm không lái. Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng một dĩ nhiên là C rồi. À, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng trừ một ha, cái này C luôn ha. Vậy đáp án nó là của ai? Được chưa? Đó tức là minh chứng cho các em thấy được những cái bài toán như thế. Rồi. Rồi, ta đây thêm làm thêm một cái ví dụ nữa. Ví dụ như câu 24. Rồi. Là ngoài những cái ví dụ này ra thì sau khi học xong về các em phải tự làm hết tất cả nha. Rồi. Câu 24. Nhớ là làm chứ bài tập cho về nhà tập làm nha, từ gì lớp 12 thầy có giỏi cỡ nào đi nữa mà mình không tự làm là chịu trách. Và nên nhớ điều đó. Tức là mình giỏi là thật sự năng lực của mình, thầy chỉ là hướng dẫn thôi, chứ không có thầy nào mà giỏi là tự nói rằng là tôi sẽ dạy học sinh giỏi thôi. Các em mà không chịu học thì cũng bó tay ha. Rồi. Hàm số này liên tục trên cái đoạn này trừ 1, 3 phần 2. Đồ thị là đường cao nhân vải, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Đây. Nó là trả từ trừ 1 tới là trừ 1 cho đến là 3 phần 2 ha. Thì đồ thị nó là cái nhánh này đây, lúc này cũng là lên xuống, đúng không? Lên à. Thì mình ngó vô trang cái trục tung này, mình ngó vô trục tung này, mình thấy là chỗ này nó cao nhất nó là 4, này thấp nhất nó là trừ 1, cái này đây là giá trị lớn nhất, cái này là giá trị nhỏ nhỏ nhất. Chỉ lấy trang cái đồ thị trang cái đoạn từ trừ 1 3 phần 2 thôi ha, trừ 1 ha. Còn phía ngoài là không tính, phía ngoài không tính, được chưa? Rồi, như vậy là giá trị lớn nhất là 4, giá trị nhỏ nhất là trừ 1. 4 trừ 1. Ok chưa? Rồi. Đấy, tức là tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Rồi. Nếu không phải đoạn, thì không có đoạn, phương pháp tự luận, phương pháp nhìn hình và phương pháp nữa là phương pháp ma tính. Thì phương pháp ma tính cũng vẫn vậy mà thôi. Cũng vẫn vậy mà thôi. Ví dụ như cho cái hàm số y bằng là, tức là phương pháp tìm ma tính xác định bằng KCO, phương pháp xác định bằng KCO, tức là không phải đoạn, không phải đoạn. Cho cái hàm số là y bằng bình trừ cho 4 x cộng cho 3. Rồi, như vậy nó sẽ là x mũ 3 chia 3 trừ x bình cộng 3 x cộng 1/3. Yêu cầu trên cái đoạn, cái này nó là yêu cầu trên cái đoạn là không ha, không ha. Tức là xác định giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của thằng này trên đoạn khoan, vì đây là không phải đoạn mà, không phải đoạn thì trên cái đoạn là không năng, không năng. Rồi. Rồi mình tìm giá trị lớn nhất, nhất trên đoạn không năng thử xem sao ha. Rồi ta sẽ nhập cái này vô máy tính, nhập cái này vô, dùng mod bài nhập vô, cho chạy từ 0 đến 5, step 0.1 không được đâu thì 0.2. Rồi thử làm đi nhé, tôi bấm ra đi. Nó là alpha phân số alpha mũ 3 chia 3 trừ cho 2 alpha x bình phương cộng 3 alpha x cộng 1/3 bằng cho chạy từ 0 tới 5 step 0.2 cho 0.1 giảm được bằng. Rồi lớn nhất là bao nhiêu và nhỏ nhất sẽ là bao nhiêu. Hiện tại nhìn vô thì thấy cái nhỏ nhất là 0.33 là 1/3 này. Chúng ta thấy đúng không đã? 0.33 rồi, ok. Như vậy là giá trị nhỏ nhất của nó là 0.33 đạt lại bằng 3. Thế là ở đây thầy sẽ ghi là giá trị nhỏ nhất là 0.1/3 đạt tại điểm là 0. Đạt tại điểm 0.
hoặc là không thôi, đặt là điểm không. Không vương mấy nữa ta? Ở đây nữa. À, với không với 3. Đặt là điểm không với lại điểm 3. Rồi, tiếp tục. Còn là giá trị lớn nhất là em chạy ra bao nhiêu? Có ai đã tìm giá trị lớn nhất giùm thầy chưa? 8, 1, 1,9, 1,5, 1,6, 1,66. À, như vậy là giá trị lớn nhất của nó là 1,6 là 5/3. Giá trị lớn nhất nó là 5/3. Đặt tệ là y bằng 1. Đặt tệ là 1. Phải không? Kiểm tra các em kiểm tra giùm thầy nha. Ủa? Nó là 7 lần. Giá trị lớn nhất là 7 lần. Giá trị lớn nhất là bằng 7. Giá trị lớn nhất là bằng 7. Đặt tệ x bằng 5. Đúng em? Kiểm tra giùm thầy nha. Đúng rồi. Ok. Đúng không? Rồi. Như vậy là giá trị nhỏ nhất đạt tệ 0/3, không không lái, nhưng mà 3 lái, nên giá trị nhỏ nhất này là chấp nhận. Đây là nhận. Rồi, còn giá trị lớn nhất là bằng 7, đạt tệ bằng 5, 5 không nhận. 5 không nhận nên là loại. Như vậy là nó không có giá trị lớn nhất. Thấy chưa? Như vậy là giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số ta xác định bằng Casio rất là nhanh. Kể cả cái vụ nhận và không nhận em kiểm tra cho kỹ, tức là giá trị đó đạt hay không đạt. Như vậy là khi mà không phải đoạn thì em chỉ cần để ý thêm là cái giá trị đạt đó có phải chỗ nhận hay là không nhận. Còn trên đoạn thì có là ghi thôi, trên đoạn là lớn, nhỏ là nhỏ, không cần phân vân. Còn nếu như không phải đoạn thì em coi thử là giá trị đạt đó là đạt tại điểm nào, điểm lái hay là điểm không lái. Ok chưa? Đấy. Như vậy là về cái phần giá trị lớn nhất nhỏ nhất ở trong này thì tóm lại trong bài học thì em cần phải lưu ý có hai cách, tức là thứ nhất là đoạn thì nếu hàm số mình liên tục trên cái đoạn đó thì chắc chắn là có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Còn phương pháp làm thì có hai phương pháp tự luận là tính đạo hàm bằng không suy ra nghiệm và nhớ phải loại nghiệm, được chưa? Rồi, và sau đó tính giá trị, được chưa? Rồi, phương pháp thứ hai là phương pháp Casio thì em dùng mod bài, được chưa? Nhập vô thì cứ nhìn quan sát trong máy, là chú ý là nếu như mà không biết gì hết dùng mod bài ta cho chạy từ -10 đến 10 step 1, sau đó là thu hẹp khoảng cách. Nhớ là thu hẹp khoảng cách, để cho nó có cái kết quả chính xác, để có kết quả chính xác, được chưa? Thu hẹp khoảng cách lại để mình có được kết quả chính xác. Rồi thứ hai nữa là cái này là không đoạn thì về phương pháp tự luận là em cũng tính y phải bằng không và lập bảng biến thiền, biến thiền nha. Thì xác định cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất tại điểm đó, xem xét thử là điểm nó lấy hay không, điểm lấy không là biến thiền. Và chú ý là điểm là có nhận hay là không, có nghĩa là gì? Vuông là nhận, tròn là không nha. Vuông là nhận, tròn là không. Rồi. Và còn máy tính Casio thì giống như đoạn nhưng mà vẫn phải quan tâm là dấu vuông hay là dấu tròn, vẫn là quan tâm dấu vuông. Nếu dấu vuông thì cái giá trị đó nhận, còn dấu tròn giá trị đó loại, nghĩa là nó không có. Chú ý, tức là cái phần nó như vậy. Thì hôm nay ta đang học cái phần giá trị lớn nhất nhỏ nhất này, thì tất cả những cái bài tập từ của cái giá trị lớn nhất từ nhận biết, tức là từ câu 1 đến cái câu thông hiểu luôn là tới câu 24 là em giải quyết hết ở nhà giùm thầy. Hôm sau ta sẽ kiểm tra đáp án hoặc là em sẽ hỏi những câu không biết và thầy sẽ giúp các em giải quyết một số câu vận dụng thấp ở bài hôm sau, được chưa?
Rồi, em nào không hiểu còn lơ mơ chỗ nào thì em sẽ lên YouTube để xem lại các phần này offline. À, vậy là sáng hôm nay chúng ta là cái